Vâng, Thịnh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Quyền Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay có một số cái thông tin liên quan đến câu chuyện của tỉnh thất Bồng Lai. Thịnh Quyền xin phép được cập nhật gửi đến cho tất cả các chú anh chị. Quý vị chúng ta được biết ngày hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2023, cũng là ngày mà định mệnh đối với anh Mạnh. Bởi vì ngày hôm trước thì anh Mạnh cũng đã nhận được giấy triệu tập từ phía cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An lên làm việc chính thức ngày hôm nay. Theo cái tên tin báo về tội phạm của Cục An ninh mạng A05 Bộ Công an, thưa quý vị, không biết là ngày hôm nay đó thì anh Mạnh có hợp tác với cơ quan chức năng hay không, hay là lại tiếp tục giống như đồng đội của mình là anh Lăng, nói rằng là bận việc này bận việc kia, rồi sau đó lại lên thách thức chờ cái gọi là cái triệu tập lần thứ hai giống như anh Lăng, rồi lại tiếp tục di chuyển liên tục nhiều nơi ra trung ương để mà cầu cứu vân vân. Thưa quý vị, đến giờ phút hiện tại thì Thanh Nguyên thấy rằng đó cũng có một số các anh em đang có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An để cập nhật những cái tình hình liên quan đến anh Mạnh. Đến giờ này thì vẫn chưa thấy anh Mạnh lên nha. Giờ này là khoảng tầm gần 9 giờ rồi thì chưa thấy anh Mạnh đâu nha cô chú anh chị. Thì quý vị được biết đó, mấy bữa rồi thì kể từ khi mà có cái giấy triệu tập thì trên Facebook cá nhân của anh Mạnh hầu hết đó thì anh Mạnh hoàn toàn im lặng, nhưng có một số những cái cá nhân đó được xem là bạn bè, được xem là đồng đội thì cũng có rất nhiều những cái bài viết. Cái thứ nhất là họ đòi lại cái sự gọi là xin hãy công bằng với luật sư Mạnh, rồi còn nói là luật sư Mạnh là một trong người tận tị và dũng cảm như vậy mà còn gọi là khả năng dính vào 331. Vậy thì trong chúng ta những luật sư thì ai sẽ gọi là thoát được cái tội 331 này? Thì đây là một trong những cái lời lẽ mà chúng ta có thể thấy rằng mặc dù là anh Mạnh này đó chưa có những cái kết quả điều tra, chỉ là tin báo về tội phạm thôi, và người ta cũng chỉ gọi là triệu tập lên làm việc theo đúng quy định của pháp luật thôi, cũng chưa có gọi là cái thông tin gọi là xử lý hay là bắt bớ gì đối với ông này. Nhưng dường như thì các nhân vật này muốn nổi lên để kêu gọi cái sự công bằng gì ở đây, rồi bên cạnh đó là hãy gọi là giải cứu luật sư Mạnh vân vân các kiểu, giống như là anh Mạnh gọi là sắp bị tù đài, bị bắt đến nơi vậy đó cô chú anh chị. Thì đây là cái dấu hiệu quá rõ ràng họ đang lợi dụng cái câu chuyện này để mà xuyên tạc về phía cơ quan chức năng, đặc biệt là công an tỉnh Long An nha cô chú anh chị. Còn riêng anh Lăng thì chúng ta được biết là lần thứ nhất là anh ta đã không lên rồi. Rất nhiều người cũng đặt ra những cái câu hỏi thì đối với các nhân vật này có phải chăng là phải triệu tập đủ 3 lần thì mới có thể gọi là bắt các nhân vật luật sư mà người ta triệu tập lại chống đối như vậy, tại sao không bắt luôn mà phải chờ đến 2-3 lần như vậy? Thưa cô chú anh chị, trên thực tế đó thì không phải cứ nhân vật nào mà chống đối là phải theo đúng cái quy trình là 3 lần hay là 2 lần hay là 1 lần triệu tập thì sẽ gọi là bị bắt hay là bị di lý, tùy theo thôi. Khi người ta đó có những cái cơ sở, có những cái căn cứ cũng như là những cái chứng cứ gì đó để khởi tố một cá nhân nào đó thì hoàn toàn người ta cũng không cần triệu tập, người ta cũng sẽ gọi là bắt luôn, đọc lệnh bắt luôn chứ không cần phải triệu tập đâu. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì chúng ta có thể thấy đó, trước tiên đó chính là tin báo tội phạm về phía Bộ Công an đã gửi công văn về cho Công an tỉnh Long An, thì cho thấy rằng đó cái sự việc này đã được Bộ Công an chú ý và yêu cầu về phía tỉnh Long An họ xem xét để mà giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Cho nên đó, thì Thanh Nguyên đánh giá rằng cái vấn đề triệu tập các nhân vật này lên làm việc thì là để đúng quy trình và thủ tục thôi, để cho các cá nhân này họ không có thể có một cái gọi cái lý luận gì để mà có thể nói là bắt bẻ hay cho đến là cái vấn đề mà xuyên tạc được về phía cái cách làm việc của cơ quan chức năng, cho đúng thủ tục thôi. Còn đối với các nhân vật là Mạnh hay là Lăng thì dường như đó mọi chứng cứ đó nó đã quá rõ ràng rồi với những cái lời lẽ của các ông này trên không gian mạng, đặc biệt là anh Lăng đó. Cho nên nhiều người nói rằng tại sao triệu tập lần thứ nhất rồi thì nó không lên, thì tại sao là không có một trong những cái cuộc di lý nào khác? Thì cái đó thưa chú anh chị, thì cơ quan chức năng làm việc mà thì họ cũng sẽ theo từng giai đoạn. Thứ hai đó thì cái ngày hôm trước anh Lăng anh không lên thì cũng có gọi là cái vấn đề gọi là bận việc hay là giải trình của anh ấy, nhưng mà không biết thì anh ấy có
gọi là giải trình với cơ quan chức năng có văn bản gì để mà gửi lên cơ quan chức năng để mà hẹn lại cái buổi triệu tập đó hay không. Cho nên chúng ta không biết. Nếu như có thì nếu mà theo đúng quy định pháp luật thì sẽ gửi cái giấy triệu tập lần thứ hai dành cho anh Lân này. Còn nếu như cơ quan chức năng họ đủ cơ sở, đủ chứng cứ luôn để khởi tố thì chắc chắn rằng sẽ không cần phải triệu tập thôi. Chúng ta thì cũng sẽ cùng chờ kết quả ngày hôm nay, liệu anh Mạnh anh có hợp tác và buổi làm việc ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào. Đối với anh Mạnh nha, cô chú anh chị, với những cái phát ngôn của mình thì phải cần giải trình với cơ quan chức năng rồi. Chúng ta được biết đó, anh Mạnh này mặc dù đó là ít xuất hiện trên kênh YouTube, nhưng mà mỗi lần anh Mạnh xuất hiện đều có biến của Thiền Am nha. Chúng ta còn nhớ là cái vấn đề mà cái nhân vật này đã xông vào Thiền Am bổ trụ lúc cơ quan chức năng đang làm việc liên quan đến câu chuyện ADN. Anh Mạnh cùng với một số nhân vật khác nữa cũng đã cầm máy livestream và đập cửa rồi xông vào Thiền Am khi cơ quan chức năng người ta đang làm việc. Ngày hôm đó thì liên quan đến cái câu chuyện gọi là ADN, mà họ còn lên trên mạng họ nói rằng là công an làm việc một cách lén lút lấy ADN gọi là không hợp pháp vân vân. Công an nào làm việc lén lút của chú anh chị? Người ta khi mình ta làm việc đó, đến một cái nơi, bất cứ cái nơi nào khám xét thì đều có những các cơ quan ban ngành chứng kiến, được sự chỉ đạo của ủy ban, chứ đâu phải là đơn giản là muốn đến một cái gọi là cái nơi nào để mà khám xét hay là làm bất cứ gì đó là họ tùy tiện đâu chú anh chị. Trong khi đó, một trong những cái vụ án mà được phía bộ công an người ta chú ý chỉ đạo như thế này thì đâu phải một trong những cái chuyện đùa để các nhân vật luật sư này, trong khi họ chẳng có một cái quyền hạn gì để đòi xông vào cái nơi mà cơ quan chức năng họ đang làm việc. Luật sư của Thiền Am thì không phải 331 thì cũng đã xử lý xong rồi, và câu chuyện gọi là lừa đảo thì vẫn đang trong quá trình điều tra. Họ không có một trong những cái gọi là cái liên quan gì đến câu chuyện của Thiền Am, nhưng mà xông vào như một vị thần rồi livestream trực tiếp nói những cái lời đã xuyên tạc, thì tất cả những cái điều này thì ngày hôm nay cũng phải gọi là chịu trách nhiệm cũng như là đối chất và giải trình với cơ quan chức năng sao cho nó hợp lý thì không biết rằng đó anh Mạnh ngày hôm nay sẽ như thế nào. Thì khi mà có cái thông tin mới thì anh Quyền cũng sẽ ngay lập tức cập nhật cái thông tin liên quan đến một số những cái luật sư này gửi đến cho tất cả cô chú anh chị nha. Tiếp theo thì liên quan đến cái một nhân vật đó chính là chị Thủ Kho. Ngày hôm nay thì không biết vì lý do gì chị bỗng nhiên chị quay trở lại chia sẻ một cái bài trên tab cộng đồng liên quan đến cái câu chuyện đó là tại sao thầy Lê Tùng Vân và Thiền Am không tự minh oan cho mình về chuyện loạn lưng. Không tự minh oan nha. Thì chúng ta được biết là cái vấn đề ADN đó cũng đã được cơ quan chức năng tống đạt rồi, nhưng mà ông Lê Tùng Vân đó cùng với nhóm người bên trong Thiền Am bổ trụ, cái ngày mà tống đạt đó thì họ đóng cửa không nhận giấy. Đây là một trong những cái điều mà bên phía fan Thiền Am họ giải thích rằng, nói rằng đó, biết trước cái vấn đề ADN rồi, cần gì phải xem, cần gì phải lấy. Họ du quan giá họa, họ xét nghiệm ra kiểu gì kiểu kia thì cũng được. Rõ ràng trong cái tư tưởng của họ, cái thứ nhất đó, là họ đã gọi là không thượng tôn pháp luật rồi, xem thường pháp luật rồi. Cái thứ hai nữa đó chính là họ xuyên tạc luôn cái giấy của mà ADN của người ta làm ra đó. Họ cho rằng chưa nhận nhưng mà họ đã cho rằng là người ta làm giả rồi. Thì đây rõ ràng là những cái lời nói xuyên tạc hay không, trong đó có cô Lan Hay Lúa rồi một số YouTuber lên nói như vậy, trong khi mà cái vấn đề ADN đó là của một trong những cái cơ quan người ta làm riêng về phía của Bộ Công an luôn, chứ không phải đơn giản mà của bất kỳ ai có thể làm ra một trong những cái giấy ADN được. Nếu như những người bên trong Thiền Am họ thượng tôn pháp luật và họ không sợ những cái vấn đề mà ADN họ có chung huyết thống với nhau thì tại sao không nhận? Cái đầu tiên chúng ta nghĩ vậy thôi. Đó chính là nếu như họ thượng tôn pháp luật thì trước tiên họ phải ra họ nhận cái giấy này là chứng minh mình là không có sợ sệt đối với cái câu chuyện ADN. Tôi không có gì hết, tôi đâu có mối quan hệ huyết thống, tôi phải sợ. Tống đạt tôi nhận, và tôi nhận xong tôi coi lại nó như thế nào. Nếu như có quan tình, cái một trong những cái tâm lý đầu tiên của một trong những người đó mà họ không có sợ sệt đó, không liên quan đến vấn đề huyết thống đó, thì tất nhiên khi người ta tới tống đạt họ sẽ ra họ nhận cái giấy đó. Còn những người mà cái tâm lý tội phạm đó, họ đã biết trước rồi, thế nào xét nghiệm ra đó,
thì cũng ra quyết sống rồi, cho nên họ sợ, họ đóng cửa, họ không dám nhận. Đó là một trong những cái điều đầu tiên mà chúng ta rất dễ nhận ra. Cô thủ kho đã viết như thế này: nhiều người thắc mắc tại sao thầy Lê Tùng Vân không minh oan cho mình nếu thầy không luận lưng, tại sao cứ để chuyện này kéo dài hết năm này sang năm khác, oan ức đủ kiểu. Ai trong chúng ta muốn cho thế giới, trong đó có nhiều kẻ có tâm ác, biết về thông tin di truyền của mình. Một khi thông tin lộ ra thì chuyện gì cũng có thể xảy ra đến cho bản thân và những người thân của mình. Từ việc kỳ thị không được mướn làm việc cho đến sa thải hoặc không tăng lương, trả lương. Từ việc bị kẻ xấu truy lùng cho đến sát hại vì một cuộc tình vụng trộm lén lút, ghê gớm quá. Vợ chồng trai gái có thể chém giết nhau chỉ vì muốn tranh giành lại đứa con cho riêng mình. Con gái lỡ dại có thai, muốn giấu cha mẹ, bà con cũng không thể giấu được và phải sống trong lo sợ. Còn rất nhiều lý do kinh khủng và khó lường. Chính vì sự an toàn của mọi người mà thông tin cá nhân cần phải được bảo mật tuyệt đối. Đó là luật, và luật này luôn phải nghiêm khắc tuân theo các ước ở Tân Tiến. Thưa cô chú anh chị, thì họ đưa ra rất nhiều những lý do nào là những cái thông tin cá nhân phải bị gọi là lộ ra, xảy đến nhân thân, không được mướn làm việc, vân vân. Nhưng mà trong câu chuyện của Thiện Nam á, thưa cô chú anh chị, chúng ta thấy rất là rõ họ đang đánh tráo khái niệm mà thôi. Thiện Nam họ đâu có đi làm công ty hay làm bất cứ việc gì đâu. Họ tối ngày ở nhà không à. Cái thứ hai nữa, cái vấn đề ADN lộ ra trừ khi á, là họ có mối quan hệ huyết thống thì người ta mới gọi là khinh thường họ, người ta mới sợ họ. Họ mới sợ chứ. Còn nếu vấn đề họ, vấn đề ADN họ không có trùng với những người trong đó thì đó là một điều, một trong những cái điều minh oan cho họ. Minh oan cho họ lấy lại cái sự trong sạch và thậm chí là giải luôn tất cả những cái tội gọi là 331. Họ không phải là trẻ mồ côi, họ không phải là vấn đề huyết thống, và họ không có những cái câu chuyện lừa đảo là người ta sẽ gọi là trong sạch dành cho bản thân và thậm chí là kéo thêm nhiều fan, chứ đâu có vấn đề gọi là kỳ thị gì đâu. Nhưng họ không dám tự tung ra để minh oan cho bản thân của mình, để ngày hôm nay các nhân vật phải chịu vướng vào những cái vấn đề tù tội. Giữa tù tội và trong sạch thì thử hỏi một người lựa chọn cái nào? Tại sao họ chấp nhận gọi là tù tội mà vẫn không dám công bố, tự công bố ADN của bản thân? Thưa cô chú anh chị, quá rõ ràng hay chưa? Nhưng mà các nhân vật này thì lại viết một trong những cái bài nói rằng là xuyên tạc cái câu chuyện này ra một hướng khác. Bảo mật thông tin di truyền là một việc làm vô cùng nhân văn, đạo đức, bác ái. Theo Gina, quấy rối một người vì thông tin di truyền của người đó là bất hợp pháp, vô lương tâm và thiếu nhân đạo. Thầy ông nội đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân từng thân phận mà thầy đã nhận nuôi dạy. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi có một YouTuber đến thăm thờ Thiền Am. Thầy Lê Tùng Vân đã từng nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và ước muốn các đệ tử của thầy cũng phải hiểu và áp dụng hành động đầy nhân đạo này cho từng người. Thầy bị oan còn hơn làm hại người khác. Đó là lý do thầy ông nội nói riêng và Thiền Am nói chung đã im lặng chịu đựng bao năm nay để bảo vệ thông tin cá nhân của mọi người. Cô chú anh chị chúng ta nghe rất là rõ, nói rằng là ông Lê Tùng Vân thà bị oan luôn chứ không chịu đưa thông tin cá nhân hay tung thông tin cá nhân cái vấn đề quyết thống của mình đưa lên trên không gian mạng. Thì cái điều này cô chú anh chị chúng ta nghe thì có tin hay không? Thà bị oan chứ không đưa những cái kết quả ADN để mà tung lên trên không gian mạng. Thì cái điều này đó thật sự là chỉ có được những đứa con nít, đứa con nít thôi nó mới suy nghĩ ra được, cũng như là nó mới tin những cái câu chuyện của các nhân vật bảo vệ Thiền Am họ đưa chia sẻ. Như vậy mà cô thủ kho cô cũng chia sẻ cái bài này, trong khi đó cái tin nhắn cô ấy từng nhắn tin cho người khác tiết lộ là họ đã thú nhận với nhau rồi, có quyết sống rồi, có loạn lưng rồi, và thậm chí là trong đó Hoàng Nguyên đó thì cũng đã gọi là có con với Diễm My rồi. Như vậy thì họ có tu hay không, có giả tu hay không, có giả sư hay không, có giả chùa hay không, giả trẻ mồ côi hay không? Đó điều đó quá rõ để mà chúng ta xác định, có đủ cái cơ sở để mà xác định rằng các cái nhóm người bên trong Thiền Am Vũ Trụ, Tài Hộ và Cao Thiện Cúc, đó chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ chỉ đang bao biện cho những cái hành động của mình, tỏ ra là có đạo đức, nhưng mà thực chất đạo đức chẳng ra gì. Đạo đức một trong những cái con người thối nát, ác độc như là ông Lê Tùng Vân, thưa chú anh chị. Đó là một điều quá rõ ràng, không thể nào chối cãi đến giờ phút này. Đó là một trong những cái thông tin mà buổi sáng ngày hôm nay Thanh Huyền cập nhật gửi đến cho tất cả cô chú anh chị. Đặc biệt
Trưa nay thì em cũng sẽ tiếp tục cập nhật thêm những cái thông tin liên quan đến buổi làm việc của anh Mạnh gửi đến cho cô chú anh chị chúng ta tiện theo dõi. Không biết rằng ngày hôm nay anh Mạnh đi rồi, buổi làm việc nó sẽ ra như thế nào, nó có về được hay không. Thưa quý vị, thì Thanh Nguyệt cũng sẽ cập nhật sau trên một trong những cái video mới nhất để mà gửi đến cô chú anh chị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là trà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký là 800.000, 1 ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít là 750.000, 1 lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.